Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Tới công chuyện rồi mọi người ơi. Mười Khối TV vừa nhận được một cái nguồn tin, đó là có bà cô Vân, bà cô Hờ của Thần Vũ á, thì có một cái thế lực ngầm đứng sau rất là mạnh luôn các bạn. Mà nói chung là chắc có lẽ là bà dựa vào cái thế lực mạnh này, bà mới hóng hách trong cái thời gian vừa qua. Thì cụ thể như thế nào thì Mười Khối TV sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn theo dõi nha. Thì đúng như cái dự đoán ban đầu của Mười Khối TV các bạn, Mười Khối TV luôn nghĩ là cái bà cô Vân này chắc chắn là sau lưng bà là có một cái thế lực gì đó, có một cái sức mạnh gì đó, nên bà ta mới hóng hách và làm những cái điều trái luân thường đạo lý như vậy. Chứ còn mà một người, một công dân bình thường mà không có thế lực hay là không có ai trong lưng, là không có cái gì hết, thì hiếm khi nào mà người ta phạm tội, người ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách ngang nhiên và trắng trợn như vậy các bạn. Thì cái nguồn tin mà Mười Khối TV vừa nhận được á, là cái thế lực đứng sau bà Vân này rất là lớn nha. Cụ thể là cái người đứng sau bà Vân này đã bảo kê toàn bộ cái hoạt động của bà Vân, nên bà Vân mới thách thức trong cái thời gian vừa qua. Mình có thể chia sẻ các bạn là bà Vân này có hai cái thế lực lận nha. Cụ thể là một là bà ta quen với một số tay giang hồ, mà mình nghe là giang hồ nhưng không biết là những tay giang hồ này có cộm cán hay không. Không rõ là khi mà bà Vân lừa bán căn nhà của ông Vũ như vậy thì bà Vân có ăn chia với những cái nhóm giang hồ này hay không. Và mình nghe nói là giang hồ này xăm trổ khắp người luôn các bạn, nói chung là cũng máu mặt lắm đó, mình nghe nói là như vậy. Còn cái thế lực mà đứng sau bà Vân á, thì ngoài cái thế lực giang hồ thì còn một cái thế lực đứng sau, mà nói chung là mình cái thế lực, cái người này cũng lớn quá nên mình không tiện nói, nên mình nói áp bắp mở cho các bạn nghe như vậy nha. Cái thế lực này nói chung là cũng không phải dễ đụng vào đâu các bạn. Đúng như cái dự đoán, khi mà bà Vân bà biết Thần Vũ một côi ông bà nè, cha mẹ nè, rồi bơ vơ trên cõi đời như vậy á, bà Vân là bà biết Thần Vũ là có cái bản di chúc để lại từ ông bà nội luôn. Mà nếu như bây giờ bà Vân biết là bán cái căn nhà này đi thì bà ta sau này sẽ vướng vào cái vòng lao lý này kia. Tuy nhiên nhờ cái thế lực mà đứng sau bà Vân có thể là bảo kê cho bà trong suốt thời gian vừa qua, nên bà ta mới mạnh mẽ và mạnh miệng và lừa bán cái căn nhà của ông Vũ các bạn. Mà đến bây giờ thì gạo đã nấu thành cơm rồi nha. Bây giờ là gì? Không biết là khắc phục hậu quả như thế nào, và liệu là những người đứng sau có che chở được bà Vân hay không. Một tay của những cái thế lực này có che chở bà Vân trong suốt cái thời gian dài sắp tới hay không, đó là một cái chuyện mà cơ quan chức năng cũng như là Vũ và Văn Ngọc sẽ làm tới cùng cái vụ này các bạn, và chưa biết là ai thắng ai thua nha. Nói chung là cứ đợi thời gian sẽ trả lời tất cả những cái điều này. Còn đối với Vũ và Văn Ngọc, nói chung là đến hôm nay đã được những cái bước tiến rất là quan trọng rồi mọi người. Cụ thể là vào tuần trước đây, hai cha con cũng đã làm 6 cái tờ đơn, cụ thể là nộp lên công an địa phương nè, rồi ủy ban nhân dân cấp quận nè, rồi công an cấp quận nè. Thì khi mà nhận mấy cái tờ đơn như vậy á, thì cơ quan điều tra nói chung là công an địa phương cũng phải thực hiện cái nhiều bước xác minh, chứ không phải là khi mà nhận đơn là xử lý rốt rãng lần đầu mọi người. Và trong cái giai đoạn hiện nay á, là cơ quan điều tra đang xác minh nha, và mình hy vọng là trong tuần này sẽ có những cái kết quả mới rất là khả quan. Anh Vũ có chia sẻ với Mười Khối TV á, là nếu như mà trong 10 ngày tới đây khi mà đơn thư tố cáo cầu cứu được gửi đi, mà nếu như mà không có kết quả thì hai cha con sẽ tiếp tục làm những cái lá đơn mới tiếp theo và gửi thêm những cơ quan chức năng cấp cao nữa. Đúng như cái lời dự định của anh Ngọc nói, nếu như mà cơ quan cấp phường, cấp quận mà không giải quyết được cái vụ này thì anh Ngọc sẽ làm những cái lá đơn và cầu cứu lên cấp thành phố, thậm chí là cấp trung ương để đòi lại cái căn nhà cho Vũ. Những cái gì mà bị bà Vân chiếm đoạt lừa bán thì bà Vân phải trả lại toàn bộ cái tài sản cho em. Đó là cái quy luật mà mình hy vọng rằng khi mà vụ việc được đưa ra ánh sáng như thế này thì Vũ chắc chắn sẽ giành lại được cái căn nhà trong cái thời gian tới. Bây giờ là hai cha con cũng không cần phải để ý tới bà Vân nhiều các bạn. Nói chung là cái bà Vân này khẳng định bả là chủ mưu, người gây ra toàn bộ cái vụ việc lùm xùm này.
chính bà là người bán căn nhà rồi đẩy vào các bên, đẩy các bên vào các cuộc kiện tụng như thế này. Đây là một cái hành vi của bà Vân, phạm tội không thể chối cãi được, mà mình nghĩ là sắp tới cơ quan chức năng cũng sẽ làm việc với bà này. Dù bà ta có những cái ô dù, có những cái thế lực ngầm bảo vệ bà ta, nhưng mình nghĩ là pháp luật luôn công minh. Đó, ai sai thì người đó phải chịu tội trước pháp luật. Còn bây giờ á, Vũ và bà Ngọc không còn quan tâm bà Vân nữa, mà nói chung là chỉ làm việc trực tiếp với chủ nhà. Công an địa phương những ngày qua thì cũng đã có 3 lần gọi điện các anh chủ nhà này, mời lên làm việc này kia, nhưng mà anh ta không hợp tác. Sau đó thì công an địa phương cũng đã xuống cái căn nhà của ông bà nội á, và tìm gặp các anh chủ nhà này để di lý về công an phường. Tuy nhiên cái căn nhà này đóng cửa, và mình nghe anh Ngọc nói là hiện tại là công an có nhờ một số người dân địa phương ở đó, hễ mà khi nào mà thấy anh chủ nhà này anh xuất hiện tại căn nhà hoặc là mở cửa thì hãy trình báo giúp công an địa phương để công an xuống và di lý anh này lên làm việc. Hiện nay thì Vũ và bà Ngọc cũng đã cung cấp được toàn bộ những cái giấy tờ, những cái vật chứng rất là quan trọng như là giấy tờ gốc của các căn nhà nè, rồi cái bản di chúc đó. Nói chung là giấy tờ phía Vũ và bà Ngọc thì công an đã thu thập rồi, còn phía anh chủ nhà thì chưa có thể làm việc được, tại vì anh này lẩn trốn trong suốt thời gian vừa qua. Mình không hiểu là anh này anh có gian díu gì với bà Vân hay không, có quan hệ quen biết gì với bà Vân hay không, nhưng mà anh cứ né tránh suốt. Nếu như mà công an mời anh chủ nhà là lên được á, thì công an sẽ cho Vũ và Vân Ngọc đối chất cùng với anh chủ nhà này và đưa ra những cái bằng chứng đó. Nếu như mà anh chủ nhà này anh không đưa ra được những cái giấy tờ chứng minh mình là chủ của cái căn nhà, mình thuê cái căn nhà này một cách hợp pháp, nó sở hữu cái căn nhà một cách hợp pháp, thì bắt buộc anh này sẽ dọn toàn bộ tài sản ra ngoài đó và bàn giao lại căn nhà cho Vũ đúng theo đúng quy định của pháp luật. Còn nếu như mà cái anh chủ nhà này ảnh mua căn nhà từ bà Vân đó, không hợp pháp này kia, thì anh chủ nhà này sẽ tiếp tục đó, làm một cái tờ đơn và nộp lên cơ quan điều tra tố cáo bà Vân về hành vi lừa đảo bán nhà bất hợp pháp. Có nghĩa là mình phân tích cho các bạn nghe nè, có nghĩa là bà Vân này thực sự không phải là chủ của các căn nhà, mà khi mà bà Vân thấy thằng Vũ mới 14-15 tuổi mà mồ côi cả cha lẫn mẹ và ông bà, không có người thân trên đời đó, thì bà ta mới lừa thằng Vũ ra khỏi nhà. Và bà ta Vân này chắc có lẽ là trong thời điểm đó là bà kẹt tiền hay là gì các bạn. Bà mới làm nghi là làm một số giấy tờ giả để chứng minh mình là chủ của các căn nhà và lừa bán các căn nhà này đi. Mình nghe nói là ước đâu số tiền là khoảng 5 tỷ đồng. Nói chung thì anh chủ nhà này ảnh có tiền, anh thấy căn nhà có vị trí đẹp, giá cả hợp lý và rẻ, căn nhà còn mới thì ảnh vào ảnh mua thôi. Cái sai của anh này là sai ngay từ cái thời điểm mua, đó là không xác minh những cái giấy tờ một cách kỹ lưỡng. Đó. Anh này là không lên công an địa phương, không lên ủy ban dân cấp phường để xác minh toàn bộ cái giấy tờ này xem thử có hợp pháp hay không. Đó, và anh ta cứ cả tin như vậy và mua cái căn nhà này mà không có kiểm chứng này kia. Đến bây giờ thì mới tá hỏa ra là cái căn nhà này không phải là căn nhà của bà Vân, và do bà Vân lừa bán cái căn nhà cho anh ta. Nói chung là anh chủ nhà này bây giờ cũng là nạn nhân thôi các bạn. Bây giờ anh cũng rất là lo sợ, sợ mất tiền, sợ mất nhà nè. Mà căn nhà thì mình nghĩ là mất chắc rồi đó, tại vì cái bản hợp đồng mua bán căn nhà nó không hợp pháp thì anh mất là chắc rồi. Còn cái việc về mất tiền hay không á thì phải đợi cái phiên tòa xét xử thì mới biết được. Cụ thể là nếu như mà muốn lấy lại công bằng á thì anh này anh kiện bà Vân. Bà Vân bà bán căn nhà cho anh này là bao nhiêu tiền đó, thì cái anh này ra tòa sẽ bắt buộc bà Vân trả lại cái số tiền trên và anh ta lấy lại tiền đó, trả lại căn nhà cho Vũ. Còn sau khi mà Vũ lấy lại được cái căn nhà thì em Vũ cũng sẽ trực tiếp kiện bà Vân đó, về một số hành vi. Cái thứ nhất là chiếm giữ các căn cước công dân của Vũ một cách bất hợp pháp trong suốt mấy năm qua nè. Các bạn mấy ông, khi mà một cái công dân sống trong xã hội thì cái giấy tờ căn cước công dân đó là một cái giấy tờ rất là quan trọng đó, được chính phủ cung cấp đó, chứng minh là nhân thân lai lịch rõ ràng. Mà khi mà một người mà sống trong xã hội mà không có giấy tờ tùy thân, không có căn cước công dân thì giống như là một người vô gia cư rồi các bạn.
không có giấy tờ thì đâu có ai xác định bạn là đến từ đâu và ở từ đâu, gốc gác từ đâu. Nó giống như là một dân lậu đó các bạn. Nên trong suốt thời gian vừa qua khi mà không có chứng minh nhân dân á, thì Vũ đi bùi lang thang này kia, sống cảnh vô gia cư đó. Thì Vũ sự kiện bà Vân về hành vi chiếm giữ căn cứ công dân bất hợp pháp. Còn về cái một cái yếu tố nữa là Vũ sự kiện bà Vân và đòi lại cái số tiền thuê nhà trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể là sau khi mẹ Vũ mất đi thì bà Vân có đứng ra và thuê cái căn nhà của Vũ với giá 8 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên bà Vân bà không trả tiền lại liền cho ông Vũ, mà bà nói là cứ giữ giữ toàn bộ số tiền đó thì sau này Vũ cưới vợ này kia rồi bà ta sẽ trả lại cho ông Vũ. Đó. Thì trong suốt 5 năm qua thì cái số tiền thuê nhà bây giờ có thể lên đến là 500 triệu đồng rồi. Thì bà Vân bắt buộc phải hoàn trả lại cái số tiền này cho ông Vũ. Đó. Ngoài ra trong cái thời gian mà bà Vân bởi giới thiệu thằng Vũ đi làm ở quận Tân Bình á, nói giới thiệu đi làm thì cũng không phải các bạn. Đấy, phải nói đúng hơn là bà giam lỏng cái thằng Vũ trong cái xưởng sản xuất nón bảo hiểm trong suốt 2 năm. Trong khi cái thằng Vũ mới làm được 1 năm thì bà đến gặp người chủ bà ứng 26 triệu. Đó. Và người chủ này cũng đưa tiền cho bà Vân. Mà đến bây giờ Vũ mới lấy được cái số tiền là hơn 10 triệu đồng thôi, 10 triệu đồng 500, tức là còn hơn 15 triệu. Mà khốn nổi là cái bà này bà quá là xảo quyệt, bà quá là hỗn láo đi. Bà mới đây bà nói là thằng Vũ chỉ còn ở bả là 8 triệu đồng thôi. Sắp tới thì nếu như bà trả thì bà cho thêm Vũ 2 triệu đồng nữa thành 10 triệu đồng. Các bạn thấy không? Chỉ có mấy triệu bạc đó, bà giữ tiền của thằng nhỏ trong suốt thời gian vừa qua, mà bây giờ còn 15 triệu đồng mà bà tính cắn thêm 5 triệu đồng nữa, bà trả cho thằng Vũ có 10 triệu đồng. Đó, các bạn thấy ghê đúng không? Mà mình nghe nói là nghe bà Ngọc kể lại á, là bà Vân trong những ngày tới đó, sẽ về gặp thằng Vũ và hai cô cháu sẽ ra ngân hàng và sao kê cái số tiền mà nhận được, thực sự nhận được trong thời gian vừa qua và trả lại số tiền thừa cho ông Vũ. Mà các bạn biết rồi, có bà Vân này thì bả là một con lương, bả là một con lương rất là lương lẹo luôn. Các bạn có nhớ không, 5 lần 7 lượt bà nói bà về gặp Trần Vũ này kia, nhưng mà bà có gặp đâu. Bây giờ bà còn nói là dẫn Trần Vũ ra ngân hàng rồi sao kê này kia rồi làm việc với công an. Bà nói là Trần Vũ có đợi cái chục năm nữa đó, cũng chưa chắc mà bà Vân bà ra bà gặp Trần Vũ mà đưa đến ngân hàng đâu. Nói chung là cái bà này là bà có con lương, bà cứ nói vậy đó nhưng bà không giữ lời đâu. Tại vì quá nhiều lần thất hứa rồi các bạn biết không. Mà Vũ thì nói chung là cũng thừa biết cái thủ đoạn của bà Vân rồi, thì hy vọng là trong cái thời gian tới hồ sơ vụ việc được giải quyết như thế nào nè. Đó, mình và các bạn cũng thật sự Mười Khó TV và tất cả mọi người cũng đang rất là nắm đục đúng không mọi người. Đó, mình không biết là liệu trong tuần này thì cơ quan chức năng địa phương có làm việc được với cái thằng chủ nhà hay không. Đó, và xác định được là cái căn nhà này thằng chủ nhà này nó mua hay là nó thuê từ bà Vân. Đó, mà mình nghe nói rõ ràng là chắc chắn là căn nhà này nó đã mua rồi. Đó, mà mua rồi bây giờ bị bà Vân lừa mua căn nhà trên. Đó, nói chung là giờ căn nhà của ai thì phải trả lại cho người đó thôi. Thằng chủ nhà là mình nghĩ là nên hợp tác với công an đi. Đó, nên ra trình diện sớm đi chứ đừng có lẩn tránh này kia nữa. Lẩn tránh càng lâu thì vụ việc càng rắc rối thêm. Nên ra trình diện công an đó. Nếu như căn nhà không phải của mình thì hãy bàn giao trả lại căn nhà trên và tiếp tục đi kiện bà Vân đi. Tại vì cái bà Vân này á, là một chủ mưu đó. Toàn bộ cái hành vi rắc rối, toàn bộ cái vụ việc rắc rối trong thời gian vừa qua là do một bàn tay của bà Vân vẽ ra đó, và lập ra những kế hoạch khiến nhiều người mà rơi vào cái bẫy bây giờ. Bà ta là trùm đó, là ông trùm chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bây giờ là bà ta phải đối mặt với hai vụ kiện, đó là Vũ kiện và cái người chủ nhà kiện. Mình nghĩ là cái bà này bà không thoát được đâu. Đó, bà sai lè lè như vậy mà. Dù cái thế lực ngầm bả như thế nào đi nữa, nhưng mà đưa ra công lý, đưa ra xã hội, đưa ra ánh sáng như thế này đó, thì bà ta chắc chắn đó, thì không thoát được tội đâu. Dù bà ta là có một cái ô che gì đó rất là mạnh mẽ và khủng khiếp đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không ai mà bảo vệ được bà Vân đâu. Mình cứ tin như vậy. Các bạn biết không? Biết bao nhiêu cán bộ quân chức mà sai phạm này kia, rồi cuối cùng
cũng đâu có ai bao che được đâu, cuối cùng cũng vô lò hết. Húng hồ gì bà Vân này, bà Vân này là thuộc dạng tiếp riêu thôi. Còn những cái thằng mà bở quen là giang hồ này kia thì mình nghĩ là giang hồ quận thôi, giang hồ địa phương thôi, chứ còn đi ra xã hội mà nói giang hồ này kia thì cũng không có cửa luôn đó. Mà mình nghĩ khi mà giang hồ có bảo vệ bà Vân này kia thì cũng nên suy nghĩ lại đó. Tại vì mình có là giang hồ thì phải kỹ giữ cái nghĩa khí đó. Đó, giang hồ phải đúng sống đúng nghĩa, chứ không ai mà đi bảo vệ bên vực một người mà đi lừa lọc kiếm được tài sản như vậy được đó các bạn không. Mình nghĩ là như vậy. Nói chung là vụ việc bây giờ các bạn thấy nó im ắng như vậy, nhưng mà thực sự bên trong nó rất là nóng nha. Nó nóng đến nỗi là chỉ những người trong cục thì mới hiểu được vụ việc nha. Mình nghĩ là Vũ chắc chắn là không mất căn nhà rồi, tại vì mới đây thì Vũ và Ba Ngọc cũng đã đi đâm thuế đầy đủ này kia đó, rồi có giấy tờ gấp trong tay đó. Vấn đề là lấy được căn nhà là sớm hay là muộn thôi, mà mình nghĩ là chắc cũng sớm thôi các bạn, chứ không có mà trễ đâu. Tại vì cái vụ việc bây giờ nó quá rõ rồi, nó rõ như ban ngày rồi đó. Vấn đề là giờ có làm không thôi thôi. Mình có TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có tin gì mới thì Mình có TV sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem.